đưa tay không? So đó. I see. Kiểu đó đẹp. To took all of them. Mm-hmm. Mẹ took all of them home or mẹ took một cái? Mẹ took nhiều cái. Hết luôn. Cái nhà này có mấy cây trước mặt đẹp không? Có miếng đất nè, sâu rồi nè. Nhà này nó có diện tích là 3.300 square feet nha cả nhà. Họ xây với giá bắt đầu là 600.000 trở lên. Cái nhà này thì nó có 4 phòng ngủ ở dưới đất á. Rồi người ta có làm thêm một cái tầng ở trên á. Nếu như mình làm thêm một cái tầng ở trên á là cộng thêm 69.000 nữa. Ở đây hả? Đâu phải master đâu, phòng này phòng ngủ nhỏ mà cơ. Là kêu là Jack and Jill rồi tại nó có hai cái phòng xong rồi nó share cái recipe. Oh share hả? Oh rất là share. Share hai ở hai cái xích. Bên kia là cái xích là một cái này là bên kia. Bên kia là hai cái xích. Thì cũng giống vậy thôi hả? Mà vậy nó vô đây. Coi cho mẹ coi chỗ đựng quần áo ấy. Ở thì bà bữa nó để cái đồ đây nó mà để cho khỏi vô phòng hai cái phòng nó mới nhỏ mà họ phải để phòng cái cửa. I like this one. Con có làm gì trong đó vậy? I know cái đó phải hơn 50.000 hồi nãy nói đó. Bự. Có restroom ở cái phòng kia nữa, extra phòng. Nếu mình muốn làm thêm cái phần trên này nữa là mình sẽ cộng thêm 69.000 nữa nghe cả nhà. Ở trên này đầy đủ tiện nghi ha, tủ lạnh, tủ đồ luôn nè. Yes. Đây nè, trời ơi, 4 chỗ ngủ hả? 4 chỗ ngủ. 1, 2, 3, 4. Ở trên này upgrade chắc nhiều tiền á ha. Mấy cái kia bình thường đã 40 rồi, cái này không? Không, cái này rộng mà. Cái gì đây? Treo đồ hả? Bà cô chú, các bạn, hôm nay mình vô lại nhà. Nhà đẹp luôn, xong mua lại nhà. Cho nước không? Nước. Mẹ để ngoài xe này. Nhà này xây với giá bắt đầu là 600.000 nha cả nhà. Khu này thuế 2.4 nha cả nhà. Cái nhà này 3.300 square feet. Ở dưới đất nó có 4 phòng ngủ. Họ có làm thêm một cái tầng ở trên có đầy đủ nhà tắm, nhà vệ sinh. Cái tầng ở trên thì mình cộng thêm 69.000 cho cái tầng ở trên.
cái hả?